Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng, tức là nguyên liệu. Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu, người ta có thể tính được lượng chất điều chế được, tức là sản phẩm. Những tính toán này sẽ được thực hiện dựa theo phương trình hóa học. Như vậy, từ phương trình hóa học, chúng ta có thể tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm hoặc tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm bằng cách nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề đầu tiên, bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm. Với ví dụ như sau, nung đá vôi CaCO3 bị phân hủy, thu được vôi sống ClO và khí carbon dioxide CO2. Hãy tính khối lượng CaCO3 tham gia phản ứng và khối lượng CaO tạo thành nếu có 12,395 lít khí CO2 thoát ra. Lưu ý, thể tích khí này được đo ở điều kiện chuẩn. Tóm tắt đề bài. Chúng ta có phản ứng CaCO3 phân hủy tạo thành CaO và CO2. Thể tích CO2 là 12,395 lít. Đề bài yêu cầu tính khối lượng CaCO3 và khối lượng CaO. Các em thấy, ở ví dụ này, đề bài cho dữ kiện của một chất và yêu cầu tính toán về những chất còn lại. Để làm được điều này, chúng ta cần dựa theo phương trình hóa học. Do đó, phương trình hóa học phải được viết đúng và cân bằng đầy đủ. Từ phương trình hóa học cùng với thể tích CO2, làm thế nào tính được khối lượng CaCO3 và khối lượng CaO? Chúng ta sẽ tiến hành các bước như sau. Với thể tích CO2 là 12,395 lít. Ở điều kiện chuẩn, chúng ta tìm được số mol CO2 theo công thức N nhỏ bằng V chia cho 24,79 và kết quả thu được là 0,5 mol. Như vậy, với 0,5 mol CO2 thu được, thì số mol CaO thu được là bao nhiêu và số mol CaCO3 tham gia phản ứng là bao nhiêu? Chúng ta sẽ tính dựa theo phương trình hóa học. Một phân tử CaCO3 phân hủy tạo thành một phân tử CaO và một phân tử CO2. Vậy, theo phương trình hóa học, chúng ta có số mol như sau. Một mol CaCO3 phân hủy tạo thành một mol CaO và một mol CO2. Theo đề bài, để thu được 0,5 mol CO2, thì số mol CaO thu được là bao nhiêu? Gọi X là số mol của CaO. Để tìm X, chúng ta thấy khi tạo thành một mol CO2 thì cũng có một mol CaO được tạo thành. Vậy, khi tạo thành 0,5 mol CO2 thì số mol CaO tạo thành là bao nhiêu? X sẽ được tìm bằng phép tính nhân chéo chia ngang. Đây là một đại lượng tỷ lệ thuận. Chúng ta có số mol CaO là 0,5 nhân 1 chia 1 bằng 0,5. Từ đó chúng ta có thể tìm được khối lượng CaO bằng công thức M nhỏ bằng N nhân cho M lớn. Trong đó số mol CaO là 0,5 mol. Còn khối lượng mol CaO cách tính giống như tính phân tử khối. Chúng ta có kết quả là 56 gram trên mol. Vậy khối lượng CaO sẽ bằng 0,5 nhân cho 56 là 28 gram. Tương tự như trên, gọi Y là số mol của CaCO3 tham gia phản ứng. Chúng ta thấy để tạo thành một mol CO2 thì đã có một mol CaCO3 bị phân hủy. Vậy để tạo thành 0,5 mol CO2 thì có bao nhiêu mol CaCO3 bị phân hủy? Y sẽ được tìm bằng phép tính nhân chéo chia ngang, lấy 0,5 nhân 1 chia 1, được kết quả là 0,5 mol. Đây chính là số mol CaCO3 bị phân hủy. Từ số mol CaCO3 vừa tìm được,
chúng ta có thể tính được khối lượng CaCO3 theo công thức m nhỏ bằng n nhỏ nhân cho m lớn. Với m lớn CaCO3 là 100 gram trên mol. Vậy, khối lượng CaCO3 sẽ bằng 0,5 nhân 100, kết quả là 50 gram. Từ ví dụ ở phần 1 la mã, chúng ta đã thấy với số mol CO2, dựa theo phương trình hóa học, chúng ta đã tìm được khối lượng CaCO3 và khối lượng CaO, tức là đã tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm. Vậy, bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm? Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung phần 2 la mã. Với ví dụ sau đây, carbon cháy trong oxygen hoặc trong không khí sinh ra khí carbon dioxide. Hãy tính thể tích khí O2 tham gia phản ứng và thể tích khí CO2 tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 15 gram carbon. Lưu ý, thể tích các khí đều được đo ở điều kiện chuẩn. Tóm tắt đề bài, chúng ta có phương trình hóa học như sau. Một phân tử C tác dụng với một phân tử O2 ở nhiệt độ cao tạo thành một phân tử CO2. Đề cho khối lượng C là 15 gram. Và đề yêu cầu tính thể tích O2 và thể tích CO2 ở điều kiện chuẩn. Ở ví dụ này, đề cũng cho chữ kiện của một chất và yêu cầu tính toán về những chất còn lại. Để làm được điều này, chúng ta phải dựa theo phương trình hóa học. Để tính theo phương trình hóa học, chúng ta cần có số mol. Với khối lượng carbon là 15 gram, chúng ta sẽ tìm được số mol carbon theo công thức n nhỏ bằng m nhỏ chia m lớn. Lấy khối lượng carbon là 15 chia cho khối lượng mol của carbon là 12, được kết quả là 1,25 mol. Từ đề bài, chúng ta có phương trình hóa học carbon tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành carbon dioxide CO2. Dưới phương trình hóa học sẽ có hai hàng số mol. Hàng thứ nhất là số mol theo phương trình hóa học, hàng thứ hai là số mol theo đề. Đơn vị mol có thể được ghi chung. Do số nguyên tử phân tử chất tỷ lệ thuận với số mol nguyên tử phân tử, nên chúng ta có thể hạ hệ số trước công thức hóa học xuống để làm số mol theo phương trình hóa học. Áp dụng điều đó vào phản ứng này, chúng ta có C tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành CO2. Số mol theo phương trình hóa học là 1, 1, 1. Ở hàng thứ hai, số mol theo đề. Theo đề, chúng ta tính được số mol của C là 1,25 mol. Vậy đúng vị trí của C, chúng ta sẽ thế 1,25 vào. Từ đây có thể tìm được số mol của O2. Nếu gọi x là số mol của O2 thì x sẽ được tìm bằng phép tính nhân chéo chia ngang. Một mol C tác dụng với một mol O2. Vậy 1,25 mol C tác dụng với bao nhiêu mol O2? Chúng ta lấy 1,25 nhân 1 chia 1, kết quả thu được cũng là 1,25 mol. Con số mol O2, chúng ta sẽ tìm được thể tích O2 bằng cách lấy số mol nhân cho 24,79. Và kết quả thu được là 30,9875 lít. Tương tự như vậy, gọi Y là số mol CO2. Từ số mol của C, chúng ta cũng có thể tìm được số mol CO2 bằng phép tính nhân chéo chia ngang. Một mol C tham gia phản ứng tạo thành một mol CO2. Vậy 1,25 mol C tham gia phản ứng sẽ tạo thành bao nhiêu mol CO2? Chúng ta sẽ lấy 1,25 nhân 1 chia 1 và kết quả thu được cũng là 1,25 mol. Từ số mol CO2, chúng ta có thể tìm được thể tích CO2 bằng cách lấy số mol CO2 nhân cho 24,79. Kết quả thu được cũng là 30,9875 lít. Như vậy, từ khối lượng của C, chúng ta đã tìm được số mol của C. Dựa theo phương trình hóa học,
Cùng với số mol C, chúng ta tìm được số mol của O2 và số mol của CO2. Qua đó, lần lượt tìm được thể tích của O2 và thể tích của CO2. Tóm lại, với bài toán tính theo phương trình hóa học, chúng ta có các bước tiến hành như sau. Đầu tiên, phải viết phương trình hóa học. Lưu ý, phương trình hóa học phải được viết đúng và cân bằng đầy đủ. Bước thứ hai, chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn thành số mol chất. Bước thứ ba, dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành. Và bước thứ tư là chuyển đổi số mol chất thành khối lượng hoặc thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn. Tiếp theo, các em hãy luyện tập các bước tiến hành trên với bài toán sau. Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam nhôm aluminium trong không khí, sinh ra chất rắn màu trắng là aluminium oxide Al2O3. A. Viết phương trình hóa học của phản ứng. B. Tính khối lượng Al2O3 tạo thành. C. Tính thể tích O2 tham gia phản ứng. D. Tính thể tích của không khí cần dùng. Biết khí oxygen chiếm 1/5 thể tích của không khí. Cho nguyên tử khối của O là 16, nguyên tử khối của Al là 27. Chúng ta tóm tắt lại đề bài trên nhé. Bài tập trên cho phản ứng giữa Al và O2 ở nhiệt độ cao tạo thành Al2O3. Cho 6,48 gam nhôm, tức là khối lượng của Al là 6,48 gam. Yêu cầu thứ nhất, viết phương trình hóa học. Yêu cầu thứ hai, tính khối lượng Al2O3 tạo thành. Yêu cầu thứ ba, tính thể tích O2 ở điều kiện chuẩn. Và yêu cầu cuối cùng là tính thể tích không khí cần dùng. Biết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí, có nghĩa là thể tích O2 bằng 1/5 thể tích không khí. Vậy thể tích không khí sẽ bằng 5 lần thể tích O2. Sau khi tóm tắt xong, chúng ta bắt đầu làm bài. Với yêu cầu đầu tiên, viết phương trình hóa học. Từ sơ đồ phản ứng, Al tán dụng với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành Al2O3. Chúng ta thấy trước phản ứng đang có 2 nguyên tử O và sau phản ứng đang có 3 nguyên tử O, nên chọn hệ số 2 đặt trước Al2O3. Để làm chẵn số nguyên tử O sau phản ứng, lúc này sau phản ứng đã có 6 nguyên tử O, nên chúng ta chọn hệ số 3 đặt trước O2 trước phản ứng để đều có 6 nguyên tử O. Kiểm tra lại số nguyên tử Al sau phản ứng. Lúc này sau phản ứng chúng ta có 2 phân tử Al2O3. Chỉ số của Al là 2 nhân với hệ số 2 là 4. Chúng ta có 4 nguyên tử Al. Do đó, trước phản ứng chọn hệ số 4 đặt trước Al. Như vậy, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đã được cân bằng. Chúng ta vừa hoàn thành xong phương trình hóa học. Yêu cầu thứ hai, tính khối lượng của Al2O3 tạo thành trong phản ứng. Biết có 6,48 gam Al tham gia phản ứng. Để tính được khối lượng Al2O3, chúng ta cần dựa theo phương trình hóa học. Và để tính theo phương trình hóa học, chúng ta cần có số mol. Do đó, bước đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm số mol. Đề bài cho khối lượng của Al là 6,48 gam. Vậy chúng ta sẽ tìm số mol của Al theo công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia cho M lớn. Lấy khối lượng của Al chia cho khối lượng mol của Al, thu được kết quả là 0,24 mol. Để tính theo phương trình hóa học, chúng ta cần viết đúng phương trình hóa học và lưu ý phải cân bằng đầy đủ. Dưới phương trình hóa học sẽ có hai hàng số mol. Dưới phương trình hóa học sẽ có hai hàng số mol. Hàng thứ nhất là số mol theo phương trình hóa học có được bằng cách hạ hệ số xuống. Như vậy, từ phương trình hóa học,
Chúng ta biết được cứ 4 mol Al tác dụng với 3 mol O2 sẽ tạo thành 2 mol Al2O3. Vậy với 0,24 mol Al đề cho thì sẽ có bao nhiêu mol O2 tham gia phản ứng và bao nhiêu mol Al2O3 tạo thành? Chúng ta sẽ lần lượt tìm bằng phép tính nhân chéo chia ngang. Xét cặp chất Al và O2, cứ 4 mol Al lại tác dụng với 3 mol O2. Vậy 0,24 mol Al sẽ tác dụng với lại bao nhiêu mol O2? Chúng ta sẽ tìm được bằng cách lấy 0,24 nhân 3 chia 4. Kết quả là 0,18 mol. Tương tự như vậy, khi xét cặp chất Al và Al2O3, cứ 4 mol Al tham gia phản ứng sẽ tạo thành 2 mol Al2O3. Vậy 0,24 mol Al tham gia phản ứng sẽ tạo thành bao nhiêu mol Al2O3? Chúng ta có thể lấy 0,24 nhân 2 chia 4. Hoặc dựa theo cặp chất O2 và Al2O3, cứ 3 mol O2 tham gia phản ứng sẽ tạo thành 2 mol Al2O3. Vậy 0,18 mol O2 tham gia phản ứng sẽ tạo thành bao nhiêu mol Al2O3? Chúng ta lấy 0,18 nhân 2 chia 3 được 0,12 mol. Khi có số mol Al2O3, chúng ta sẽ tìm được khối lượng Al2O3 theo công thức khối lượng bằng số mol nhân khối lượng mol. Với số mol Al2O3 là 0,12 và khối lượng mol của Al2O3 là 102. Chúng ta có kết quả là 12,24 gram. Các em có thể xem lại cách tính khối lượng mol Al2O3. Với yêu cầu tiếp theo, tính thể tích O2. Thể tích O2 sẽ bằng số mol O2 nhân cho 24,79. Dựa theo phương trình, chúng ta đã tính được số mol O2 là 0,18 mol. Vậy, thể tích O2 sẽ bằng 0,18 nhân cho 24,79. Kết quả là 4,4622 lít. Yêu cầu cuối cùng, thể tích không khí. Thể tích không khí bằng 5 lần thể tích O2. Do đó, để tính thể tích không khí, chúng ta sẽ lấy 5 nhân cho 4,4622, được kết quả là 22,311 lít. Các em vừa tìm hiểu xong bài 22 tính theo phương trình hóa học. Tóm lại, để làm được bài toán tính theo phương trình hóa học, các em cần nắm vững các bước sau. Bước thứ nhất, viết phương trình hóa học. Lưu ý, phải viết đúng và cân bằng đầy đủ. Bước thứ hai, tính số mol theo đề. Nếu đề bài cho khối lượng chất, chúng ta có thể tính số mol theo công thức. Số mol bằng khối lượng chất chia cho khối lượng mol. Còn nếu như đề bài cho thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, chúng ta có thể tính số mol theo công thức. Số mol bằng thể tích khí ở điều kiện chuẩn chia cho 24,79. Bước 3, dựa vào phương trình hóa học để tính số mol chất tham gia hoặc tạo thành, dựa theo đại lượng tỷ lệ thuận bằng phép tính nhân chéo chia ngang. Bước 4, tính theo yêu cầu của đề. Nếu đề bài yêu cầu tính khối lượng chất, chúng ta sẽ dùng công thức khối lượng chất bằng số mol nhân khối lượng mol. Nếu đề bài yêu cầu tính thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, chúng ta sẽ dùng công thức V bằng N nhân cho 24,79. Để nắm vững hơn cách giải bài tập tính theo phương trình hóa học, các em hãy tự luyện bài 1 và bài 2 trang 75 sách giáo khoa. Lưu ý, các thể tích chất khí đều được đo ở điều kiện chuẩn. Chúc các em học tập tốt!